Chào bác đến với kênh YouTube của Thắng Audio, một kênh chuyên về các sản phẩm âm thanh bãi xuất xứ từ các nước tư bản, ví dụ Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, rồi là Anh, Canada, Mexico, và thậm chí cũng có những cái dòng ở những cái nước thứ hai, ví dụ như Đài Loan, Malaysia, Indonesia. Những cái dòng đấy thì hy hữu, thỉnh thoảng nó có, bởi vì các hãng trên thế giới bây giờ người ta đặt hàng ở những cái nước thứ hai đấy rất là nhiều, nước thứ hai, nước thứ ba như thế rất là nhiều. Rồi vào chủ đề chính thì hôm nay em giới thiệu các bác một cái bộ sản phẩm. Thực sự với cái cấu hình ghép như thế này thì em hướng tới anh em thích cái chất âm nó mềm mại của dòng loa bô, tiếng bass mềm mại, trung âm sáng. Đấy, nhưng mà em kết hợp với cả một cái con âm ly lại lại chạy class A, dòng Luckman L550. Đấy, một dòng âm ly Luckman nhé, Luckman 550, dòng âm ly chạy class A. Đấy, con này thì chất âm của nó thì khi ghép với capo 501 CD3 này thì thực sự là cái âm trung của nó rất là ngọt ngào. Thì anh em có thể nghe nhạc bolero hoặc những dòng nhạc vàng nghe rất hay. Bình thường thì có thể bô anh em có thể ghép vào những cái âm ly hát thì nó rất là mạnh. Đấy. Nhưng mà em ghép với cặp bô với con Luckman 550 này để cho cái âm trung của nó ngọt ngào hơn chút. Nó ngọt hơn những cái dòng khác. Về cặp bô 501 C3 hôm nay em về thì còn rất là đẹp. Dòng 501 là dòng bô có thể nói là sở hữu cái đường kính bass to nhất. Bass của nó là bass 25 mà một chung một tép, căng của nó là căng ghim cho nên là mở ra thì các bác bậy ghim nó sẽ ra đấy, cặp loa. Còn về con Luckman 550 này thì nhiều anh em chưa hiểu về dòng class A thì em cũng giới thiệu qua. Dòng âm ly class A thì các bác cứ hình dung là nó chạy rất là nóng, cái đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là chất âm của class A thì nó là chất âm gần nhất với âm ly đèn, tức là nó rất là mộc mạc đấy. Nó thêm một cái nữa nó khác thì các bác phân biệt là khi các bác sử dụng âm ly class A, giả dụ cái phần nguồn vào của nó, ví dụ con Luckman 550 này công suất là 310W đấy, thì khi nó đưa vào âm ly là 310W, là 310W điện, 310W công suất tiêu thụ. Anh em sẽ nhân với cả 0,3, nhân với 0,3 thì 0,3 đấy thì nó rơi vào khoảng 90W, tức là khi ra loa nó chỉ còn 90W thôi. Đấy, còn 310 các bác trừ đi 90W là còn khoảng 220W thì nó biến chuyển thành nhiệt năng. Đấy là lý do làm cho những cái dòng âm ly class A nhìn chung là rất là nóng. Nhưng tại sao mà nó lại biến thành nhiệt năng nhiều thế, nó bị hao tổn nhiều thế? Anh em hình dung là âm ly class A này thì nó trau chuốt rất nhiều về âm mình. Tức là khi mà qua các cái bộ khuếch đại, qua các cái tụ lọc, nó chiết cái âm thanh ra, nó chỉ còn rất là ít thôi. Nó chỉ còn khoảng 30% thôi, còn hiệu suất còn lại là đưa ra thành nhiệt năng. Thì cái chất âm của nó rất là hay, nó hay và nó tái tạo rất là trung thực. Những cái tạp âm thì nó sẽ bị lược bỏ được rất là nhiều, không như dòng âm ly class AB bình thường. Những cái dòng âm ly class AB bình thường như thế này thì ví dụ một con âm ly class AB mà 310W anh em nhân với cả 0,7, tức là 3721 nó khoảng 210W nó ra âm thanh, còn 100W nó ra là thành nhiệt năng, thì khi đấy âm ly nó sẽ mát hơn. Giới thiệu qua các bác về cái dòng class A nó như vậy. Còn âm ly Luckman 550 hôm nay của em về rất là đẹp. Con này trên 10 triệu, con này cũng trên chục triệu. Cả bộ này nó rơi vào khoảng tầm tầm 30 triệu. Cả bộ trên dưới 30 triệu. Đấy, em về thì có 3 cặp. Hôm nay thì quay trước một cặp. Đây là cặp 501 C3. Còn Luckman 550 này thì rất là đẹp, vỏ gỗ rất là đẹp, công suất là 310W. Đây, tại sao người ta làm cái phần lỗ thoáng rất là lớn,
tản, để làm sao để nó tản nhiệt tốt hơn. Bởi vì dòng Clara nó cần cái nhiệt nó tỏa ra nó sẽ lớn hơn rất là nhiều các cái dòng Clara bên kia. Đằng sau của cặp 501C2 đây. 501C2. À quên, xin lỗi các bác, C3. 501C3. Đây là cặp 501C2 này. C2 và C3 nó giống nhau. C3 thì nó thêm một cái điều hướng của loa chung. Tức là ở dưới cái này, khi các bạn này nó có một cái lá để nó chuyển cái hướng, cái góc ngồi của các bác nó chuyển hướng để cho nó hay hơn thôi. Đấy. Cấu hình của con 505 đây. Con này rất là đẹp và nặng. À, về con 505 thì nó 550. Nó sản xuất tại Nhật năm 1981. Giá xuất xưởng của những dòng âm ly Class A và âm ly đèn thì rất là cao. Ví dụ như con 550 này giá thời điểm đấy là 550.000 yên. Trọng lượng của nó là 221,4 cân. Công suất 310W đây, như em nói đây. Đây là vừa xong em có nhân áng nó ra khoảng 90-100W. Thì con này là Class A của nó là 50W một kênh. Nó tương đương với cả Lichtman 570. Và đặc biệt là những cái dòng âm ly Class A này thì anh em chơi nhiều sẽ biết. Những dòng Class A thường volume cái âm lượng volume ấy, thì nó phải từ 11 12 giờ là mới có tiếng nhiều. Đấy là đặc trưng của dòng Class A. Đấy. Anh em lưu ý, tại vì nhiều anh em mới chơi sẽ không biết những cái yếu tố đấy. Nhiều khi anh em vặn rất là lâu rồi mới ra thì anh em bảo nó yếu này kia, nhưng mà dòng này nó thiết kế như vậy. Đấy, nó không như cái dòng Class A này. Và một số dòng người ta đặt cái mức âm lượng volume anh em nhích lên tí nó do ra rất nhiều. Và bây giờ không nói thêm nữa, bây giờ sẽ để các bác nghe một bài vẫn cắm từ YouTube thôi. Anh em thẩm âm một bài. Đây là một cái cấu hình ghép có thể nói là rất là lạ. Đấy, hướng đến những cái người dùng như em đã nói từ đầu clip. Và các bác bây giờ nghe, cảm thấy ưng tai thì alo sớm cho em. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2018. Còn hơn không, có còn hơn không, có còn
chất âm của cặp bô 501 C3 em ghép về Lickman 550. Thực sự là những cái dòng Clara này thì anh em nào kỹ tính thậm chí là còn bật trước khi nghe cơ. Thì anh em bật trước khoảng nửa tiếng xong bắt đầu mới nghe. Bởi vì dòng Clara này càng nóng nó càng hay, âm thanh nó càng ngọt. Và với bộ phối ghép này thì thực sự em nghe ở ngoài là tiếng bass nó rất là tròn trịa. Đấy, mặc dù là nghe nhạc từ trên máy tính, tiếng bass rất là tròn trịa, trung âm sáng. Cặp 501 C3 rất là đẹp. Từ cái e căng của nó làm cái màu nhìn nó rất là trang nhã. Combo này thì các bác nào thích cả combo cũng được. Giá thì đấy em vừa mới nói các bác đấy, trên dưới 30 triệu. Còn các bác có thể mua âm ly ghép riêng cũng được, hoặc loa ghép riêng cũng được. À, những cái dòng 550 này thì thường anh em hay ghép với dòng JBL, hoặc cũng có những anh em ghép với dòng loa Tannoy đấy. Thì hoặc cặp bô này thì anh em có thể chơi vừa hát vừa nghe nhạc, vừa hát vừa nghe nhạc anh em có thể dùng một con âm ly hát Jaguar hoặc là Kali đấy, hoặc là dùng một con âm ly rồi mới một con vang, hoặc một cục đẩy hoặc một con vang, anh em vừa hát vừa nghe nhạc được. Dòng bô thì nó dễ đánh, rất là dễ đánh. Đấy. Ngoài điều chia sẻ về những cái dòng âm ly Clara và giới thiệu luôn cho các bác các cái cặp Labo 501 mới về. Các bác có nhu cầu thì alo sớm cho em. Thực sự là dòng bãi nó không có nhiều. Cặp Labo 501 C3 em đang giới thiệu này rất là đẹp.